Xin chào các bạn nhé. Thì có một câu hỏi mình nhận được rất là nhiều về là làm sao để target được những người giàu trên Facebook. Thì mọi người xem hết video này, mình tin chắc rằng là mọi người sẽ biết cách target chính xác cho người giàu trên Facebook. Thì mọi người thấy ví dụ ở đây mình đang làm một số cái ví dụ này. Đó, thường xuyên du lịch quốc tế này, đó hay là quán bar vui chơi hộp đêm này. Nhưng mà mình không muốn là mọi người sẽ sao chép y nguyên thế này, bởi vì nếu mà sao chép y nguyên như thế này thì ai cũng làm thế này, nó thành nó không tốt mà nó chưa chắc là đúng. Giờ thì những cái sản phẩm bên mình đang làm thì nó cỡ khoảng trung bình nữa, nó phải tầm 2-3 triệu cho một cái bộ đồ, nhiều cái bộ đồ lên đến 7-8 triệu. Thì làm thế nào để mình target được, mình sẽ chia sẻ cho mọi người từng bước nhé. Thì đầu tiên này, mình sẽ phải xây dựng được cái hình ảnh người giàu nó như thế nào đó, được chưa? Thì tùy nhé đấy, nên là mình phải xây dựng trước. Đầu tiên là mình sẽ phân ra là nhân khẩu học, tức là ví dụ chẳng hạn là tuổi bao nhiêu. Bởi vì là giàu, nếu như các bạn làm giàu lớn tuổi khác mà giàu trẻ tuổi khác, giàu mà kiểu như là có tiền bố mẹ cho khác mà giàu tự thân khác, đúng không? Đấy, nên là ví dụ mình, ví dụ nha, thì mình nói là từ 35 đến 55 chẳng hạn, ví dụ vậy đi. Đó, hoặc là đến 65. Đó, khách hàng của mình có tiền, mình nâng lên luôn đến 40 luôn, ví dụ vậy. Mình ví dụ thôi nhé. Ý là đầu tiên các bạn phải xác định được cái nhân khẩu học của họ là cái độ tuổi giàu như thế nào. Thì ví dụ như là ở đây mình đang nói là giàu về tích lũy tài sản đi. Đó, thì tầm khoảng 40 chẳng hạn đến 65 trở lên họ có tiền chẳng hạn, mình ví dụ vậy, đối tượng này chẳng hạn. Đó, và họ ở đâu? Đó, họ ở đâu? Ví dụ chẳng hạn các bạn tập trung, sẽ tập trung thành phố lớn chẳng hạn. Đó, hay là ở đâu cũng được, VN được, tức là cái này các bạn phải rõ ràng nhé. Rồi, thì chúng ta sẽ thấy này. Sau khi xác định nhân khẩu học rồi thì chúng ta xác định tâm lý học, đúng không? Đó, mình ví dụ nhé, tâm lý học này. Thì ví dụ bây giờ mình sẽ ví dụ độ tuổi từ 40 đến 60, đúng không? Thì họ sẽ quan tâm đến sức khỏe này. Nên là cái này thì các bạn phải phải tự tư duy được nhé. Tức là tên cái khung này. Còn này mình cho là không không có đúng đâu. Rồi, thì tâm lý học là sức khỏe này, mình gọi lại chữ tâm. Đó, họ quan tâm sức khỏe đúng không? Đó, họ thì có tập yoga không? Đó, có học nhảy không? Có thiền không? Đó, hoặc là họ giải trí đi. Thì cũng tùy nhé. Ví dụ như giải trí thì đội này có uống trà đạo không? Đó, ví dụ vậy. Hoặc là thể thao đi. Thì có tiền này à? Thì đội này có chơi gôn không? Nếu như thì gôn viết thế nào nữa? Thôi mình chỉ đi gôn nhé. Đó, mình ví dụ vậy, tức là các bạn phải hiểu được cái tâm lý của họ. Rồi có du lịch không? Du lịch, ví dụ mọi người thấy mình ghi là du lịch quốc tế đó, du lịch quốc tế này. Quốc tế này. Đó, thì có phải là họ có thể di chuyển không? Di chuyển thì có phải là máy bay không? Đó, hoặc là hãng bay này. Hãng bay này. Đó. Thì ví dụ như ở Việt Nam á thì kiểu như là mà Việt Nam Airlines là cao cấp rồi, nhưng mà nếu chúng ta bay hãng nước ngoài thì Việt Nam Airlines nó rất chưa là gì cả, đúng không? Hãng bay này, rồi phương tiện này, phương tiện này. Đó, ví dụ như thích BMW không? Đó, BMW kép. Đó, hay là thích cái gì đó, Porsche, mình cũng không không biết được cái từ đó nhé. Đó, thích mẹ không? Đó, Porsche thì mình cũng không biết được cái từ đó, mình không. Đó, ok chưa? Đó, di chuyển không họ, hay là họ đeo không? Phụ kiện họ đeo không? Phụ kiện này. Phụ kiện này. Hay là thời trang này. Đúng không? Thì ví dụ chẳng hạn họ sẽ đeo đồ phong thủy chẳng hạn. Đó, họ đeo kính chẳng hạn. Kính thì có thương hiệu kính xịn gì không? Thời trang thì đó, ví dụ có đôi dép gì vài ba triệu á. Đó, thì nhìn tức là cái cách mình làm là như vậy. Tức là mình sẽ phân tích các cái khía cạnh đó. Đó, hoặc là gì đó California rất là nhiều tiền nhé.
trung tâm kali á, trung tâm kali á. Đó, nó là nhiều tiền thì mới tập được, tức là mình phải phân tích ra như vậy các bạn. Rồi họ có đầu tư không? Đó, đầu tư thì đầu tư cái gì, bất động sản không? Đó, rồi đầu tư vàng, cổ phiếu không? Đó, sau đó thì con họ gì, con này, con cái này, thị trường quốc tế này, đó ví dụ vậy. Dạ. Thì chúng ta phải phải xác định được cái tâm lý học. Thì ví dụ chẳng hạn ở đây sẽ tâm lý học và nó hành vi, thì hành vi ở đây ý là mình nói hành vi ở trên Facebook á. Đó, ví dụ như là sử dụng thiết bị gì không? Thiết bị này. Đó, hay là du lịch này. Đó. À, bởi vì sau này á, thì chúng ta sẽ có cái chuyện target bằng sở thích hành vi, mà cái thằng sở thích hành vi á, thì nó lại sở thích nhé, là tức là chúng ta thích được, ví dụ như chúng ta thích xe BMW kép đi, thích, nhưng mà hành vi có đi cái phương tiện đó không thì khác. Nên là ví dụ sở thích là thích iPhone 13 đi, nhưng mà có sở hữu không đó, thì di chuyển này có đi du thuyền không này đó, ví dụ vậy. Được chưa? Thì chúng ta phải vẽ được cái chân dung khách hàng này nhé. Đó, đi du lịch này, thích đồ cao cấp này. Đó, được chưa? Đó, bước đầu tiên nhé, thì chắc chắn là phải làm thì ta ghép vào đối tượng nào. Thì ví dụ mình đang ví dụ ở đây là cái độ tuổi từ 40 60 nhé. Còn trẻ hơn thì chưa chắc, người ta đã liên quan đến sức khỏe thế này. Chưa thích, chắc là thích trà chứ thích cồn, nó thích cái khác. Đúng không? Nó lại thích mẹt người 63, trong khi đó ví dụ mấy ông có tiền mà lớn lớn thì lại thích Toyota con gì đó mà nó nhiều tiền lắm, đúng không? Gần như là chủ tịch giàu thực sự đó mọi người. Được chưa? Thì sau khi mà chúng ta xây dựng được là cái hình ảnh người giàu rồi đó, thì chúng ta mới đến tiếp tục, đó chúng ta sẽ target, đúng không? Thì ở đây mình sẽ đề xuất là ba cái biện pháp target. Chưa? Rồi. Thì đầu tiên này, thì mọi người sẽ target bằng content. Cái cách này mình vẫn luôn yêu thích. Nó sẽ có hai khía cạnh. Đó là hình ảnh của người giàu và câu chuyện của người giàu. Ví dụ chẳng hạn, nếu mà chúng ta muốn bán một cái sản phẩm dịch vụ cho người giàu á, thì chúng ta không thể có một cái hình ảnh kiểu như là cái người nghèo nghèo sử dụng sản phẩm dịch vụ trong cái bài quảng cáo được. Nó không có xứng. Nó không thu hút được cái người giàu. Thì chắc chắn là chúng ta phải có hình ảnh của người giàu, được chưa, trong quảng cáo đó. Câu chuyện người giàu là như thế nào? Ý câu chuyện ở đây mình nói là trong content ấy, trong 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 phần text ấy. Thì ví dụ chẳng hạn như thằng em mình á, nó bán cái sản phẩm là sofa thiết kế, sofa, nhưng mà nó là tại xưởng. Thì nếu mà nó bán cho người không có tiền thì nó sẽ nói là tại xưởng thì giá rẻ, nhưng mà nếu mà bán cho người giàu á, thì sẽ nói về trải nghiệm ngồi nằm có sướng không, rồi đẳng cấp, rồi là thiết kế riêng độc quyền. Thì chúng ta phải hiểu về tâm lý của họ thì chúng ta mới tạo ra câu chuyện. Đến đây chúng ta phải hiểu tâm lý tùy sản phẩm nhé, nhưng mà nói chung là chắc chắn là phải có hình ảnh và câu chuyện ở trong đó. Chúng ta không thể mang một cái lý do ví dụ như là của người nghèo để bán cho người giàu được, nó không 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 thể như được. Và cái cách họ mua hàng cũng khác, cách họ tiếp cận nó cũng khác. Nên kể ra nhé, mình bán sản phẩm có tiền thì thấy dễ phục vụ hơn nhé, tức người ta hiểu á, mình không biết đấy, nhưng mà hiểu. Nên là nếu mà được chọn lựa thì các bạn hãy cứ chọn là bán cho người giàu nhé. Bây giờ mình thấy là các cái khóa như là nâng cao bên mình học một một những người họ có điều kiện đó, thì họ rất là chịu khó học nhé, họ học cực cực kỳ là tốt. Rồi tiếp theo này, chúng ta để ý này, cái cách sau khi mà chúng ta làm được cái phần này rồi thì chúng ta sẽ đi làm tiếp, đó là target bằng hành vi sở thích. Đó, thì hành vi sở thích thì đầu tiên chúng ta phải có một cái bảng phân tích ở trên này này. Đó, ví dụ mình muốn là có G63 này, mình xem có không nhé, hoặc là về phong thủy hoặc là du thuyền nhé, kính Ray-Ban gì đó nhé, mình ví dụ vậy nhé. Bây giờ mình sẽ đây, ví dụ bây giờ mình sẽ thêm cái này đi, ví dụ mình gọi du thuyền xem có nhé, vì không phải là sở thích nào cũng có nhé. Này, du thuyền này, du thuyền xa xỉ này đó, ví dụ mình vậy nhé. Đó,
Đó, mình thấy mình mọi người thấy là mình phân tích đúng không? Đó, được chưa? Sau đó là đi du lịch này, ví dụ vậy mình du lịch này. Phải có tiền mới đi du lịch được chứ. Đấy, du lịch Pháp này, du lịch Paris này. Rồi, ok. Thì nhưng mà cái này mọi người đừng đừng có nhét hết vào một cái target như thế này nhé, đây là mình ví dụ thôi. Thì mình nên tách ra cái này gọi là cái phương pháp test AB target đó. Thì mọi người tách tách ra cho mình, tách ra nhé. Thì có nếu mọi người quan tâm thì cứ comment nhé, thì mình sẽ cái chỗ nào mà muốn giải thích rõ hơn đó, thì mình sẽ làm cái video tiếp theo nhé. Họ thì chúng ta thấy đây là các sở thích này. Còn hành vi ví dụ như là mọi người thấy không, du lịch ở đây là sở thích nhé, tức là có thể đi hoặc không, nhưng mà ví dụ mình gọi hành vi là thường là đi du lịch này, là mình ghi mọi người thấy chữ ý cái hành vi này đây này này. Đây mọi người thấy chữ hành vi đấy không? Đây hành vi này, đây du lịch 2 tuần trước này, hoặc là mọi người thấy cái hành vi này là thường xuyên đi du lịch này, hành vi là du lịch quốc tế này. Tức là hành vi á, là Facebook nó sẽ không phải mọi người khai báo, mà Facebook nó sẽ tự ghi nhận là mọi người nó như thế nào nhé. Thì đó là chúng ta sẽ target bằng hành vi sở thích, được chưa? Thì cái này mình nên chia nhỏ ra, mình chia nhỏ từng cụm này ra này để mình test đó. Cách số 2 nhé. Rồi. Cái số 1 này, cái số 2 này, bây giờ chúng ta sẽ đến cách số 3. Ví dụ như là mình không không biết tìm cái này, hành vi sở thích, được chưa? Thì mình sẽ target bằng tên. Tức là trong quảng cáo Facebook á, nó sẽ cho phép mọi người target bằng tệp tệp khách hàng. Cụ thể ở đây là tệp số điện thoại. Được chưa? Và cái điều kiện này là chúng ta phải có một cái tài khoản trong BM, được chưa, và chúng ta phải có tệp số điện thoại. Nghĩa là thì làm sao để chúng ta sẽ có tệp số điện thoại đúng không? Thì nếu mà mọi người chưa có tài khoản trong BM á, thì mình sẽ tặng cái bộ video về tài khoản BM nhé, để giúp mọi người có cái chạy quảng cáo được cái tệp này, được chưa? Thì mình sẽ để link ở dưới mô tả, mọi người có thể đấy, mình sẽ cập nhật ở dưới mô tả cho mọi người nhé. Rồi, thì sau khi mà chúng ta có này, chúng ta có cách làm này. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm nơi chứa người giàu, tìm nơi chứa người giàu. Đó, thì tìm ở đâu? Thì chúng ta sẽ tìm ở nhóm nhóm Facebook này, ở Facebook cá nhân này, đó, hoặc là fanpage này, được chưa? Thì ví dụ mình có một cái nhóm chơi gôn chẳng hạn. Mình có một cái nhóm chung cư cao cấp chẳng hạn. Được chưa? Hay mình có một cái nhóm Facebook của trường quốc tế chẳng hạn. Đó, hoặc là nhóm chơi môn thể thao gì đó cho người giàu chẳng hạn, thể thao mạo hiểm đi. Ví dụ vậy, mình tương tự nhé, Facebook cá nhân fanpage chúng ta sẽ tìm như vậy nhé. Và chúng ta sẽ sử dụng công cụ chúng ta quét UID. Được chưa? Quét UID ra. Cái này chúng ta có thể tìm đến Google nhé. Đó, và sau đó chúng ta sẽ chuyển UID ra số điện thoại. Đó. Thì một số công cụ này thì mình sẽ bỏ dưới cái mô tả nhé, mình ví dụ cái công cụ chuyển số điện thoại này đi. Đây mình sẽ ví dụ cho mọi người nhé. Mọi người có thể là truy cập là chuyển đổi data.com nhé. Thì mọi người có thể là thằng này thì nó sẽ cho gói đăng ký dùng thử đó. Thì chúng ta sẽ dùng thử và chúng ta có thể chuyển chuyển ra số điện thoại nhé. Hôm nay thì cái mạng nó bên mình nó đây được rồi. Đấy thì ví dụ chẳng hạn bây giờ mình muốn là chuyển đổi chẳng hạn. Đây. Nó có dùng thử nhé. Đó, mình truy cập nhé. Đấy, cái UID này. Đó.
Bây giờ mình muốn lấy UID đúng không? Ví dụ mình đang có một loạt UID đi. Ví dụ mình lấy một 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 số thôi nhé, mình lấy một 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 cái cho mọi người dễ hình dung nhé. Ví dụ mình lấy một cái, mình sẽ vào công cụ là sysadmin rồi, ok, mình ví dụ vậy nhé. Mình sẽ tìm của một cái nick đi. À, mình sẽ tìm nick của anh Giao coi thử nha. À, mình lấy ID. Tất nhiên là cái này là chúng ta sẽ làm hàng loạt nhé, không phải làm từng cái thế này nữa nhé. À, mình sẽ lấy được cái ID này. Oh, mình sẽ bỏ vào đây. Oh, mình ra được số anh Giao này. Đấy nhá, thì nhưng mà mình sẽ phải có phần mềm nhé. Thì cái này thì chắc là mình sẽ làm ở một cái video tiếp theo. Hôm nay thì mình chỉ muốn mọi người có một cái tổng quan chung thôi. Còn cái công cụ này thì mình sẽ làm một cái video riêng nhé. Tức là target khách hàng bằng tệp nhé. Mình sẽ có một cái chuỗi video về về target. Đó, thì mình vừa trình bày xong cho mọi người cách target cho người giàu ở đó. Thì nếu mà mọi người muốn học thêm về target hoặc là về Facebook á, thì chúng ta hãy đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Và nếu mà chúng ta thấy cái video này nó giúp mọi người tìm được target cho người giàu và chúng ta target hiệu quả được, thì chúng ta hãy comment nhé để mình có động lực làm các video tiếp theo nhé. Hẹn mọi người ở các cái video tiếp theo của kênh Cương Bích nhé. Thì chúng ta có thể theo dõi mình tại kênh Cương Bích hoặc là website cươngbích.com nhé. Chúc mọi người thành công.